Trước thềm chung kết, Hoa hậu Hoàn Vũ chê Hoa hậu Hòa bình quốc tế như một gánh xiếc. Trước giờ diễn ra đêm chung kết, Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 Leila Lopez đã công khai chỉ trích Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Tới ngày 25 tháng 10, đêm chung kết Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế sẽ chính thức được diễn ra tại Indonesia. Đại diện của Việt Nam, Đoàn Thiên Ân đang được kỳ vọng một lần nữa sẽ mang về vinh quang cho nước nhà tại đấu trường năm nay. Trước giờ diễn ra đêm chung kết, mới đây Hoa hậu Hoàn Vũ 2011, Leila Lopez cũng đã công khai chỉ trích cuộc thi của Ngài Chủ tịch Miss Grand International. Ông Nawaz rằng cuộc thi năm nay như một gánh xiếc. Theo đó, nàng hậu chia sẻ về Miss Grand International, một dạp xiếc đúng nghĩa. Tôi không thể tin được nhiều người phụ nữ khi đến đây có thể chấp nhận để bị tác động bởi sự nhạo báng dưới danh nghĩa một show. Tôi chỉ ủng hộ đại diện Brazil thôi và hy vọng nếu cô ấy không thắng thì nên đi thi Miss Universe Brazil. Trước đó, một fanpage về Hoa hậu tại Brazil đã đăng tải rằng họ sẽ không bao giờ ủng hộ một gánh xiếc, nơi mà Chủ tịch Nawaz có thể quyết định ai sẽ đứng kế để chụp ảnh nhóm và công khai ủng hộ đại diện nước nhà. Chúng tôi không thể tin được ông ta có thể khẳng định ai sẽ thắng và ai sẽ in top trước khi chung kết diễn ra. Năm ngoái, khi các đại diện top 5 đang trả lời Q&A thì cái ông mà luôn luôn kỳ thị người LGBT và không tôn trọng phụ nữ và chỉ biết cười cợt đùa giỡn với đám staff và chẳng chú ý các cô gái nói gì. Dừng theo dõi các cuộc thi này đi, để đừng khiến cho bản thân bạn bị trở nên xấu hổ như vậy, những phán sắc đẹp Brazil viết. Về phía đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International năm nay, Đoàn Thiên Ân, mặc dù gặp phải một vài sự cố sức khỏe trước đêm thi quan trọng, song cô nàng hứa hẹn sẽ bung xóa hết mình, từ đó mang về cho Việt Nam vị trí cao nhất tại đấu trường sắc đẹp này.